đội xuất ngũ nên đi làm công nhân hay đi học nghề? Các chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ năm 2024 đã lựa chọn được hướng đi cho mình chưa? Theo các bạn, nếu là bộ đội xuất ngũ, các bạn nên đi làm công nhân hay đi học nghề? Hãy theo dõi hết video ngày hôm nay để cùng đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất cho mình nhé. Và trước khi đến với nội dung của video, đừng ngần ngại, hãy ủng hộ Bảo Ngọc bằng một like và chia sẻ để lan tỏa video đến nhiều người hơn nữa nhé. Còn bây giờ, bắt đầu thôi nào. Nếu các bạn muốn có thu nhập ngay sau khi ra quân thì làm công nhân sẽ là sự lựa chọn phù hợp dành cho các bạn. Tuy nhiên, đây lại là một công việc có tính đào thải cao. Hầu hết khi các công nhân cũ đã lớn tuổi, doanh nghiệp sẽ thay thế bằng những công nhân mới có năng suất lao động cao hơn. Bên cạnh đó, làm công nhân tăng ca nhiều, lượng công việc lại vất vả mà lương của công nhân ở nước ta chưa thực sự cao. Em tên là Lê Văn Thanh, em đến từ Tam Đảo Vĩnh Phúc. Trước khi đi làm thì em tốt nghiệp cấp 3 thì em đi làm công ty ở trên chỗ em khu nghiệp không mấy năm, 5 năm thì em có thu nhập, em sẽ đi học này. Làm công nhân thì mình cứ như kiểu là một cỗ máy robot thôi, cứ ngày đi làm tối về ngủ, sau đó ngày về ngủ tối đi làm. Thời gian thì rất gò bó, làm cũng áp lực, tăng ca nhiều, không được nghỉ. Môi trường làm việc nó cũng gò bó, mặc quần áo phòng sạch các kiểu. Theo em ở mức lương hiện tại của người công nhân thì cũng bình thường, không được cao lắm. Làm công nhân không thể có tương lai được, bởi vì mức lương nó chỉ thu nhập đủ sống thôi, còn dư ra mình muốn mua cái gì thì không có. Đấy, mới lại công ty thì nó cũng giới hạn độ tuổi, mình chỉ làm được công ty khoảng tầm mấy năm là người ta sẽ ngắt hợp đồng, người ta sẽ bỏ hợp đồng mình đi và mình sẽ thất nghiệp. Còn đi học nghề thì sao? Sau khi ra quân, các chiến sĩ sẽ được cấp một chiếc thẻ học nghề và một khoản tiền nhỏ để nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đừng bỏ phí chiếc thẻ học nghề đó, bởi vì nếu như chọn được ngành nghề phù hợp, nó sẽ là một chiếc chìa khóa giúp các chiến sĩ mở ra cánh cửa mới của cuộc đời. Khi có nghề trong tay, các bạn có thể kiếm tiền ở bất cứ đâu, có thể đi làm thuê hay làm chủ, có thể kiếm tiền ở thành thị, thành phố hay tại chính quê hương của mình. Em quyết định đi học nghề. Thứ nhất là mình vừa có kiến thức, vừa theo đuổi đam mê với lại nó tự do về cái thời gian hơn. Mình để học nghề để mình có thêm cái kiến thức và mình hiểu biết về nó thì mình mới kinh doanh được, mình mới bán được hàng. Trong số 52 ngành nghề mà chiếc thẻ học nghề mang lại cho các chiến sĩ, các bạn có thể tham khảo một số nhóm ngành đang hot như nhóm ngành về công nghệ thông tin, nhóm ngành về y tá điều dưỡng, nhóm ngành về kỹ thuật sửa chữa như sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy, sửa chữa điện lạnh, điện tử, điện dân dụng, điện công nghiệp hay điện nước, và nhóm ngành thực phẩm như làm đầu bếp, pha chế hay làm bánh. Thay vì lựa chọn cho mình một công việc tạm bợ không có tính ổn định lâu dài, tại sao các bạn không bỏ ra chỉ từ 6 đến 12 tháng để kiếm cho mình một cái nghề, tạo cho mình một cơ nghiệp? Vậy qua video vừa rồi, các bạn là chiến sĩ bộ đội xuất ngũ đã có sự lựa chọn cho mình là sẽ đi học nghề hay đi làm công nhân chưa? Dù các chiến sĩ lựa chọn là học nghề hay đi làm công nhân thì Bảo Ngọc mong rằng đó cũng sẽ là một sự lựa chọn phù hợp nhất đối với hoàn cảnh cũng như là tính cách của các chiến sĩ. Và Bảo Ngọc cũng mong rằng các chiến sĩ sẽ luôn thành công với sự lựa chọn của mình. Các bạn có thích video ngày hôm nay không? Hãy ủng hộ Bảo Ngọc bằng một like và một chia sẻ để Bảo Ngọc có thêm động lực gửi đến mọi người nhiều video hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!